Hello, xin chào mọi người. Thì lại là một buổi chiều mình đi làm những con tôm nó tắm dầu con mé nó chết nha. Đó, gió mát không? À, xung quanh nhìn thấy đẹp không mọi người? Và mọi người hãy nhớ ủng hộ cái kênh Người Dân Quê TV của mình nha. Thì kênh đó thì cũng là quay về đời sống thường ngày của gia đình mình thôi. Thì quay về ẩm thực. Những món ăn uống đơn giản của vùng quê mình thôi. Nói chung là những cái món đó thì nhà mình đó trồng cái gì thì ăn cái đó thôi. Ví dụ nhà mình có trồng đậu đũa rồi mướp rồi cải rồi cái này cái kia vậy đó, rồi chế biến ra những món ăn đơn giản và giản dị ở vùng quê mà thưởng thức thôi. Đó thì mọi người hãy nhớ qua ủng hộ kênh Người Dân Quê của mình nha. Và bây giờ mọi người cùng theo chân mình để xem lượm những con tôm nha. Mọi người thấy không, đây là cái sở ruộng muối rất là to luôn nha. Nó cũng khoảng 30-40 công vậy đó, mình cũng không gần nữa. Đó. Giờ buổi chiều rất là mát mẻ. Thì mình vừa ra thì mình lại ngay chỗ này á, thì mình thấy có một con luôn rồi nè. Con đầu tiên luôn nè. Đó. Thì nó chết nó vô trong mé nó làm gì đó mọi người. Ở đây một con nữa nè. Đó. Cũng có con nhiều khi nó còn sống nữa rồi chụp hụt nữa đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nha. Mình quay những cái lúc mà mình bắt có thôi nha, còn không có thì mình sẽ cắt bỏ bớt nha. Đỏ dữ rồi nè mọi người. Nó đỏ tươi luôn nha. Vô thùng đi tiếp thôi. Vô thùng. Cua nó ăn mấy con tôm bị bệnh vô nè, rồi nó cũng bị bệnh rồi nó chết luôn nha. Cho nên có con cua nào á vô trong đục quá cũng bắt luôn nha. Thank you.
Cha mình đang đi đặt đục nè mọi người. Ủa, bắt được nắm tôm nữa đó. Túi nữa. Túi quắc. Đây, những kìa đục đây. Kìa con tôm chà bá luôn đó kìa cha. Chụp luôn ấy. Trong còn lố gì. Mảnh nó chụp. Quá dính. Chiến giữa hả? Xem cha mình đặt đục nha. 12 cứ ngột đếm thử ơi, đủ 12 không cha? 30 cái. Thì dành lại tới đó 30, 30 cũng chắc 12 cửa phải. Bên 12 á. 1 2 3 4 5 thì chắc 12 cái ngọc bên 12, 12 24. Ôi gắt một lỗ tàn phang luôn. Thọc cái tay vô được luôn. Thọc tay vô cha. Gắt một lỗ cả đó đó. Thôi mình sẽ đi lượm tôm tiếp nha. Sau khi kết thúc một đoạn đường mình đi lượm tôm thì được thành quả được bao nhiêu đây đây. Đó. Hôm nay thì ít hơn hôm qua nha mọi người. Như vậy là chứng tỏ dấu hiệu là hết tôm chứ không phải là hết bệnh. Tôm nó bị bệnh đốm trắng nè. Nè trời ơi con này là nó bông luôn rồi chứ hết trắng nổi vậy. Bông bông bông, bông hết luôn nè mọi người. Thì hôm nay ít hơn hôm qua nha. Và cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem video của mình nha. Thì hãy nhớ ủng hộ cho mình và ủng hộ kênh thứ hai của mình là Người Dân Quê nha. Và thôi hẹn mọi người video kế tiếp nữa nha. Bye bye.